À, hôm nay ngồi nói chuyện với các cô ban phục vụ ở bên đạo tràng niệm Phật bên Đại Tùng Lâm. Mỗi tháng các cô được nghỉ một ngày nhờ mấy thầy mấy chú nấu ăn giùm. Nên mấy cô được nghỉ những đức tháng nào cũng có công đoạn nói chuyện với các cô. Mình thấy mình được ở trong ngôi nhà Tam Bảo, thấy rất là hạnh phúc và sống làm việc thấy có ý nghĩa. Nhưng hồi trưa này những đức gặp bé 25 tuổi, nói con nghe thầy giảng, con thấy rõ ràng là mình sống ở ngoài đời. Có khi con nghĩ làm có tiền rồi xong ăn xài. Nếu như cả đời mình vậy thì cuối cùng mình tích lũy được cái gì quan trọng đâu thầy. Nên con nghe thầy giảng con hiểu. Bây giờ con phát nguyện con đi tu luôn. Nên Nhân Đức nói suy nghĩ cho thật là kỹ nghe. Dạ con suy nghĩ kỹ dữ lắm. Giờ con về con thu xếp gọn hết. Công việc làm đồ này kia. Con xin nghỉ và quyết định đi tu. Bé nó cũng sáng sủa lắm. Mà nghe mình giảng nó phát tâm đi tu. Rồi xong những Đức kể cho nó nghe câu chuyện mà Đức Phật kể trong thời Đức Phật còn tại thế. Như Đức kể rằng là khi Đức Phật còn tại thế, Đức Phật ví dụ có một khu rừng mà toàn là cây y lan, là cái cây mà trong thời Đức Phật, cái cây nó hôi thối dữ lắm, cái khu rừng nó thối dữ lắm luôn, toàn là cây y lan không. Phật nói rằng giống như cái gia đình của mình, cả cái gia đình đều là những người không biết tu, làm ác không, thì giống như là một khu rừng cây y lan, ác là hôi thối thì sao. Rồi trong nguyên một cái khu rừng cây y lan tự nhiên mọc ra một cây chiên đàn, một cây chiên đàn thôi, là ví dụ như nguyên một cái dòng họ mình mà tự nhiên có người biết tu, một người phục vụ trong ngôi nhà Tam Bảo biết tu hành, thì giống như là một cây chiên đàn mọc lên trong khu rừng Y Lan. Mà một cây chiên đàn này có thể thay đổi một khu rừng Y Lan hôi thối. Là một người trong gia đình biết tu mà chuyển hóa cả gia đình dòng họ biết tu. Cái này là rất rõ ràng 100% luôn. Chính bản thân những đức đi tu, gia đình những đức, dòng họ những đức đều được tiếp nhận Phật pháp hết. Bây giờ từ anh chị đều biết niệm Phật hết, niệm nhiều niệm ít gì họ, cái chuyện đó của họ, nhưng họ đều biết niệm Phật, biết nghe pháp. Rồi cô chú dì mợ đều biết nghe pháp niệm Phật và từng đến lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Đây là 100% luôn. Và thêm chòm xóm láng giềng rất là đông, mỗi lần vía Quan Âm đến mấy trăm người đến lại Quan Âm Bồ Tát. Thấy chưa? Thì Đức Phật nói rằng là trong gia đạo có một người biết phát tâm tu cầu giải thoát là có khi cứu cả dòng họ. Nên trong nhà Phật có câu nói rằng một người con cháu tu thành tựu cửu quyền thăng, một người con cháu tu hành giúp cho cửu quyền được giải thoát. Nên mình đã phát tâm mình đi tu thì giống như gia đình mình đang ở chung một chiếc thuyền lớn, mà mấy người ta không biết tu thì giống như là người ta không chịu bơi qua sông. Trên thuyền này có mình bơi, dù là một mình bơi nhưng mà chỉ cần mình kiên nhẫn mình bơi thì dẫn đưa cả gia đình mình qua bờ bên kia. Chỉ cần mình kiên nhẫn thôi. Con đường tu khó thì là không khó, dễ cũng không dễ. Ăn thua chúng ta nhìn nhận được phương hướng, tư tưởng. Ví dụ như tất cả những việc mình làm hàng ngày nè, phục vụ chúng sanh, nếu mình suy nghĩ kỹ ra mình sẽ hiểu. Toàn là những việc làm ý nghĩa không? Mà những việc làm ý nghĩa này á nha, nếu như mà mình ở ngoài đời mình có giàu mình cũng không làm được.
Bây giờ mấy cô có điều kiện giàu mấy cô cũng không làm được. Thí dụ như giờ mình ở chùa đây, nếu mà cha mẹ già như cô Liên Thanh nè, cha mẹ vô chùa cô chăm lo được liền, thấy không? Cô ngoài đời cô giàu chưa chắc cô làm được như cái việc mà chăm lo cha mẹ cô được gì đâu. Tại vì mình lo cơm ăn áo bằng, nhưng về mặt tâm linh mình không hiểu. Mình không biết hỏi han cha mẹ, mình không biết đưa cha mẹ đến con đường giải thoát. Mà Đại sư Liên Trì Ngài nói rằng báo đại hiếu là giúp cho cha mẹ biết tu hành, khuyên cha mẹ ăn chay niệm Phật. Cô vô chùa cô tu, cô phục vụ đại chúng. Bây giờ cha mẹ cô vô chùa tu, anh cũng vô chùa tu, chị cũng vô chùa tu, người thân đều biết Phật pháp. Thấy chưa? Giống như nãy nhà Đức gặp gia đình cô Hạnh, cô vô chùa, mẹ cô trong chùa, nên anh chị em vô chùa, thấy chưa? Rõ ràng không? Nên mình với người thân mình nó có một cái sợi dây liên kết. Nếu như trong gia đạo có một người đi tu, mình kiên nhẫn mình tu, mình lo mình niệm Phật mình tu, nhất định một ngày nào họ sẽ đến tìm mình. Nhất định một ngày nào họ đến tìm mình 100% luôn. Nhưng mà mình phải gầy dựng cái tâm mình tu cho nó mạnh nghe. Mình gầy dựng cái gốc niệm Phật của mình cho nó mạnh, thì nhất định người thân mình cũng tìm mình. Bây giờ họ chưa tìm mình là do họ chưa khổ. Khi họ khổ là họ sẽ tìm mình. Đa phần con người ta khi khổ đau ôm chân Phật. Nhưng khi người ta chưa đến nỗi khổ đau, người ta chưa tìm đâu. Mình cứ kiên nhẫn mình lo tu đi. Thời gian người ta chưa tìm mình là mình đang được cơ hội gầy dựng. Mình được cơ hội gầy dựng. Nếu như mình mới đi tu mà ta tìm mình sớm, có cái chừng người ta nghịch mình rớt á. Nhiều người mới vô chùa tu, người thân cứ đến hoài họ rớt. Nhưng mà mình có thời gian mình tu, họ không tìm mình. Nhưng mà khi họ tìm mình là mình có cái vững chắc, cái nền móng mình chắc rồi. Nên họ tìm mình á, mình có đủ năng lực đi nghịch họ vô trong ngôi tam bảo. Từ ngay chỗ họ nhìn thấy mình an lạc, thấy mình vui, thì tự nhiên người ta muốn tu. Nên qua công đoạn này cũng như là một thông điệp gỡ cho tất cả những người dù trong chùa hay ngoài đời, chúng ta gặp Phật pháp là quý lắm quý vị, rất là quý. Nhất là pháp môn tịnh độ này là pháp môn đại thù thắng, pháp môn đặc biệt lắm. Có bà cụ đó, bữa đó như Đức kể, kể cái việc mà đứa cháu gái nhỏ xíu đi trên xe, thấy chưa quý vị, thấy nó vi diệu chưa? Gia đình thì biết niệm Phật, nghiệp duyên đứa bé này đang xe chạy lên đèo cao, đèo Đà Lạt, đứa bé nó rớt xuống, nó rớt xuống mà độ cao mười mấy thước, bé nít mà nó rớt xuống mười mấy thước, rồi nó ọc máu miệng, máu mũi xịt ra. Gia đình bà mẹ nói chắc nó chết, thôi bây giờ niệm Phật trên đoạn đường đưa đến bệnh viện niệm Phật đi, hộ niệm cho nó. Nó chết thì nó được tái sinh tốt đẹp, bình tĩnh niệm Phật đi. Thì niệm Phật vừa tới bệnh viện nó tỉnh dậy, nó tỉnh lại rồi xong đưa vô khám coi nó có bị nội thương không. Khám bác sĩ nói nó không bị nội thương chứ, chạy xước chút đỉnh nè là xong, rồi nó về bình thường luôn. Mình thấy công đức niệm Phật thù thắng chưa? Nó quá thù thắng. Cũng như cái câu chuyện mà cái chú mà ngoài biển 4 ngày 4 đêm mà niệm Phật mà ông kể mà thôi nó vi diệu, đừng có nói nữa. Mà người đó không phải cầu sanh cực lạc gì đó nghe. Nên cái người mà mới đi đến chùa tu mà cái nguyện của người ta nó cảm ứng, tại họ mới biết tu nên Phật Bồ Tát từ bi cho cảm ứng cái để dẫn dắt họ vào đạo. Nên cái người mà nghe đạo nhớ nè, mình đến chùa dù mình lễ 2000 lại Quan Âm đi, quỳ trước Bồ Tát Quán Thế Âm phát nguyện đi: Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Con mới đi lại Bồ Tát Quán Thế Âm lần đầu, nhưng mà nghe nói 2000 lại, con nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm gia hộ cho con, để con có đủ năng lực để con lại hết 2000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Từ tâm lực, nguyện lực, chí lực phát lên để con lại được 2000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Cầu Bồ Tát Quán Thế Âm gia hộ cho con có sức khỏe, đầy đủ sức khỏe để con lại hết 2000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Chỉ cần phát nguyện vậy thôi nghe là cảm ứng liền. Tại vì Bồ Tát Quán Thế Âm từ bi dữ lắm, Phật A Di Đà từ bi dữ lắm. Thí dụ như một con người bình thường như mình nè, mà người ta mới đi đến chùa người ta tu, mà người ta lạ, người ta mới tu, mà ta hơi sai quấy một chút là mình tha thứ liền. Mình nói một câu: ô nó mới tu mà, thôi thông cảm, họ mới đến chùa tu mà, thôi nấu ăn ngon ngon cho họ ăn. Còn cái người mà tu lâu á, mình nói ta hiểu rồi, đơn giản cũng không sao đâu, hiểu hết rồi. Còn cái người mới tu thì mình ưu ái người ta một chút để mình dẫn dắt nó vô đạo, đúng không? Vì Phật Bồ Tát của Iran luôn từ bi còn hơn mình. Người ta mới đến chùa tu là có cảm ứng
nhanh dữ lắm. Tại vì cảm ứng đó để giúp cho người ta phát triển cái tâm, phát triển cái đạo tâm tu hành hướng đến đạo pháp. Nên cái người mà mới đến chùa tu chỉ cần phát cái nguyện là có cảm ứng dữ lắm. Phát nguyện chân thành là có cảm ứng liền, dễ cảm ứng dữ lắm đó. Nên từ nơi đó mà cái ông này 4 ngày 4 đêm ngoài biển, ông niệm Nam Mô Di Đà Phật mà giờ ông nổi tiếng dữ lắm nghe. Mà công nhận cái phước niệm Phật lớn thiệt. Bây giờ người ta đến nhà ông ta cho tiền quá trời luôn. Người ta cho tiền quá trời luôn. Từng đoạn đến người ta thăm, người ta làm ký sự quá trời luôn. Những buổi của ổng một ngày, hai ngày là mấy trăm ngàn người coi không? Lên bây giờ triệu người không à? Coi đi, nó nổi tiếng. Tự nhiên đùng cái, tự nhiên ông ngoài biển trôi lang thang, rồi niệm câu Nam Mô Di Đà Phật cầu nguyện, rồi 4 ngày 4 đêm không chết. Bây giờ làm giống như là nó trở thành như một cái chuyện kỳ tích luôn. Ông trở thành kỳ tích rồi. Bây giờ tự nhiên đùng cái thoát chết, giờ nổi tiếng luôn. Bây giờ nhiều người ta đến là tìm ông, ta cho tiền, cho tiền vài bữa chừng ta cắt cái nhà đúc bự cho bá vậy chứ. Nhưng mà nếu mà lo tu hành đồ này kia thì nó tốt luôn. Chứ nếu như mà ta cho tiền này kia mà không lo tu này kia là nó không tốt. Nên rõ ràng không, cái công đức niệm Phật chỉ có ông niệm Nam Mô Di Đà Phật thoát nạn thôi, mà bây giờ ông giống ông chỉ dạy bao nhiêu con người niệm Phật luôn. Ông đâu có chỉ đâu, nhưng mà do cái hành động của ông mà bây giờ nó đưa lên mạng, nó tung đầy. Rồi những buổi của những đức giảng cũng đưa hình ảnh ông vô nữa. Rồi nhiều người ta ký sự đưa lên mạng, cái trang mạng bây giờ quá trời luôn. Niệm Phật cảm ứng thoát nạn 4 ngày 4 đêm lang thang dưới biển mà không chết. Thấy chưa? Giờ nổi tiếng luôn. Đó, thấy chưa? Cái công đức niệm Phật bất khả tư nghị. Đó là hưởng phước thế gian thôi nghe. Không chi các cô phục vụ Tam Bảo, nhiệt tình tu hành ở trong chùa, cái công đức này nó lớn cỡ nào. Mà cái việc làm này nó rất là ý nghĩa. Nó rất là ý nghĩa luôn. Con bé hồi sáng 25 tuổi, nó học thức cao lắm, mà nó đi làm luôn rồi đó. Lương cũng cao lắm. Nó nói đúng rõ ràng, thầy nói tay làm hàm nhát, thì làm có tiền nhiều xài nhiều. Nhưng mà cuối cùng nhìn nhận, cuối cùng nó cũng không có được kết quả gì. Thôi bây giờ con phát nguyện con đi tu. Nên những đức nói rằng đã phát cái nguyện này thì phát cho nó mạnh, làm mà làm cho tới luôn, nghe không? Tại vì con đường này mình hiểu, khi ông bà cha mẹ mình tuy là lớn tuổi nhưng mà đời họ đâu có vô chùa tu đâu, nên mình đi tu họ còn cản trở. Nhưng con đường này nếu như mình hiểu thì mình đi cho tới luôn. Tuy là mình nhỏ nhưng mà chủng tử nhân duyên của mình lại vậy, ông bà cha mẹ mình vì Phật pháp. Nếu mình đã chọn là mình phải có trí tuệ mình chọn. Đã chọn thì mình làm cho tới, làm cho bằng được. Chứ đừng có chọn mà lề, nó uổng lắm. Tại vì con đường này mình đi, mình hiểu, mình đã chọn rồi thì mình làm cho tới luôn. Đó, giống như cả gia đình dòng họ không biết tu, như một rừng cây y lan hôi thối. Mà bây giờ mình trong dòng họ nó mọc lên một cây chiến đàn, là bản thân mình đi tu là cây chiến đàn, chuyển đổi cả khu rừng y lan hôi thối luôn. Đây là một cái nhân duyên đặc biệt mà chúng ta làm được điều này. Nên mỗi một cô ở đây phục vụ đại chúng nên hết sức nhiệt tình, hết mình trân quý với cái nhân duyên này. Bây giờ Hòa Thượng cảm ơn Hòa Thượng xây chùa chuyện lớn gì, mình có cơ hội vô đây phục vụ chúng sanh. Chứ mình ở ngoài đời làm sao mình có cơ ngơ gì để mà phục vụ chúng sanh. Muốn làm cũng không ai lợi nữa. Mình giờ rủ ai, như các cô giờ rủ ai đến, ai mà đến. Nhưng mà có người rủ đến, có chùa cho người ta ở, rồi mình có cơ hội phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Mình phải thấy mừng, thấy phải mừng kìa. Thấy việc làm này ý nghĩa, mình vui. Phục vụ người ta mà mặt mình cười cười, chứ đừng có phục vụ người ta mà cái mặt như cái mền, hiểu không? Bưng cơm ra mà ăn đi, đến chi đông dữ, kiểu là thua luôn, biết không? Phục vụ người ta mà bưng cơm nước đồ ra, mặt tươi tươi, mời người ta mà A Di Đà Phật mời cô, mời cô vui vẻ hoan hỷ. Chứ đừng có mà kiểu mà mời người ta mà ngồi đi, đến hoài, hiểu không? Mình phải cái người phải vui vẻ hoan hỷ. Vậy đó thì cái phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Vì mình hiểu rồi, mình hiểu rồi. Hồi nãy những đứa coi công đoạn mà ở nước ngoài mà sụp đất với bão lũ, đúng là rõ ràng cái câu nói của đức thầy Phật giáo Hòa Hảo nói câu giàu sang như nước trên nguồn,
gặp cơn mưa lớn nó tu một giờ. Rõ ràng kỳ cộm tạo sự nghiệp lớn lao, động đắc, bão tố quốc phát, chủ lũi, không còn gì nữa chứ. Nhìn từ chỗ đó cái tự nhiên bản thân mình thấy đúng là mình chọn đường tu là đúng, đem cái phước bỏ vô mạng, thù thắng vô cùng. Nên những đức khuyên mấy cô siêng năng niệm Phật đi, cái công đức niệm Phật lớn dữ lắm. Lúc rảnh cứ bấm số niệm Phật, mót thêm có Phật hiệu này, Ai Di Đà Phật bấm, Ai Di Đà Phật bấm. Giống như câu chuyện như Đức kể, đứa bé nó đeo máy niệm Phật thôi, mà ma nó đến, nó đòi xô. Con ma kia nói, không được xô nó, nó niệm Phật. Thí dụ như bây giờ mấy cô đeo máy niệm Phật, có hai con ma, một con mặt đen, một con mặt trắng. Mới lỡ con mặt đen nói nè, xô nó cho tao. Con mặt trắng nói, không được sao. Thấy không? Con mặt đen hỏi, vì sao con sợ nó? Con mặt trắng nói rằng, mày xô nó tội thấy bà mày luôn. Con mặt đen hỏi, vì sao mà tội thấy bà? Mày không nghe nó niệm Phật hay sao? Thấy chưa? Nhờ công đức niệm Phật á, nó từ nơi đó mà người ta tránh bớt, thấy không? Ở trên mạng vừa người ta kể câu chuyện chiếc xe 50 chỗ, nó đang đi, cái ông tài xế á, trong chiếc xe 50 chỗ có một người đang niệm Phật. Ông tài xế ông ngồi, cái tự nhiên ông cũng nghe ma nó nói, bây giờ là cô hồn nhiều lắm, qua cái chặng dịch bệnh Covid chết đi cô hồn rất nhiều, chưa siêu. Chặng chết này dữ quá mà, khắp nơi trên toàn thế giới mà chết kiểu này mà biết bao nhiêu cô hồn mà nói chật, vất vơ vất vưởng ngoài đường đầy. Khi mình ngồi nói chuyện gì người ta cũng xung quanh đây đầy, sau lưng mấy cô kia. Nó dễ nó ngồi đầy luôn á. Thì ông tài xế nghe nè, chiếc xe 50 chỗ này chắc bị lật quá hò, chắc lật chiếc xe 50 chỗ này quá. Thì nghe một tiếng nói rằng, trong xe có người niệm Phật đồ, đừng có lật nghe. Ông tài xế vừa nghe một cái ổng niệm Phật liền, ông biết, biết là cô hồn. Thấy chưa? Thấy kinh không? Thấy cái công đức niệm Phật chưa? Nên mỗi một con người đi đâu cũng đem máy niệm Phật, bật niệm niệm Phật, nghiệp nặng báo nhẹ. Tại cái công đức niệm Phật, bổn nguyện Di Đà soi gọi tìm người niệm Phật. Nên mấy cô chỉ cần nghe câu Phật hiệu và siêng niệm Phật là mấy cô vui, mấy cô an lạc. Tại vì sao? Cái tâm mình niệm niệm cầu sanh cực lạc thì mình an lạc chứ sao? Bây giờ những đức nói rằng mấy cô tu đây mà mấy cô không có tâm cầu sanh cực lạc là mấy cô phiền não liền. Mấy cô phiền não liền, mấy cô nhớ nè, mình ở trong chùa coi chùa là nhà mình, coi bạn trong chùa là người thân của mình. Người thân mình ở ngoài đời, họ chưa vô đây, tùy duyên họ. Chúng ta hãy coi người thân ở đây là người thân của mình, có đụng chạm nhau một chút tha thứ. Coi chùa là nhà mình, hết lòng bảo vệ. Từ nơi cái tâm đó thì cái cô mới độ được người thân. Còn nếu không, người thân các cô độ các cô. Tại vì mình dính líu họ nặng quá nên họ độ mình. Mình dính Phật thì mình độ người thân, mà mình dính chúng sanh thì chúng sanh độ mình. Nên mình dính Phật để xuyên qua độ sanh, có nghĩa là mình dính vào cái tâm tu hành hướng đến Phật đạo thì độ người thân. Còn mình hướng đến người thân là không có độ được họ đâu. Dính họ thì sao độ họ? Mình phải nhìn thấu buông được họ mới độ họ. Nhớ cái câu buông mới độ, dính không độ. Nhớ đó. Người thân mình bây giờ họ tu không tu kệ họ, bản thân mình phải tu cho tốt. Miễn sao mỗi lần họ gặp mình, họ thấy mình là họ phái. Còn mà mỗi lần mà họ gặp mình mà mặt mình gì nè, khổ quá rồi, vậy là sao độ người ta?
Mình tu sao mà mình vui vẻ, mình an lạc thì mình độ người ta. Thí dụ như mấy đứa trẻ trẻ đây nè, nhỏ nhỏ như các con gì mà tu được là các con sau này thành cao thủ gió lắm, chứ không phải giỡn đâu. Tại vì còn nhỏ mà đã tu được, tại vì còn nhỏ tạo nghiệp chưa có lớn, thì tu sớm thì phước nó tăng luôn. Còn nếu như bây giờ nhiều người lớn người ta tạo nghiệp nặng quá mà người ta tu nó khó hơn. Tuổi nhỏ mà chịu tu, nhỏ mà tu được còn làm được nữa, vừa tu cho mình được mà phục vụ chúng sanh được. Còn già khó lắm. Nên người trẻ mà phát tâm đi tu được là tốt lắm, nhưng phải suy nghĩ cho thật kỹ. Sự chọn lựa còn hơn cố gắng. Đã chọn lựa được rồi thì nỗ lực thì thành công. Nên sự chọn lựa là quan trọng. Nhưng Đức thấy chọn lựa Phật Pháp rất là hay, nên những Đức đã từng có bài giảng là Phật Pháp cứu đời tôi. Tất cả chúng ta chỉ cần gặp Phật Pháp, gặp tịnh độ, niệm Phật thì chúng ta được cứu. Chúng ta sẽ sống những ngày tháng rất là an vui, rất là tự tại. Nên những buổi nói chuyện này vừa nhắc nhở các cô mà cho mọi người thấy được các cô tu hành, rồi kết cái duyên chúng sanh. Thì các cô cũng nói chuyện, nhưng mà nhìn các cô người ta cũng thấy ô, những người này đúng là đặc biệt ghê. Ở trong ngôi Tam Bảo tu hành, họ khuyên được nhiều người biết tu. Dù ngoài đời cũng cố gắng niệm Phật, siêng năng niệm Phật, chỉ cần mang một cái tâm, đừng có buồn giận ai để trong tâm là được rồi. Nhớ nè, đừng có buồn người để trong tâm. Và gặp sự cố thì dùng cái câu gì? Thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì? Rồi A Di Đà Phật. Đúng không? Nhớ cái câu nha. Thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì? A Di Đà Phật. Thấy không? Nó mình ví dụ như có những lúc mà mình mà buồn buồn thì mình niệm theo kiểu buồn. Mình buồn buồn hay mình giận ai mình niệm gì nè. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Hỏi niệm kỳ vậy nói. Bữa nay niệm buồn. Phật thì không có buồn. Mà tao buồn mày ơi. Nam mô A Di Đà Phật. Phật Phật Phật. Em không? Mình niệm mà tự mình thấy cũng vui nữa cô. Mấy cô thử đi, cái lúc mấy cô bực bội khó chịu, mấy cô ngồi đứng hay đi gì mấy cô. Nam mô A Di Đà Phật 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 Phật. Niệm tự nhiên mà thấy mình mắc cừ. Thấy không? Ví dụ như ngày xưa mà mình đứng mình nhìn trăng, nhìn sao, nhìn biển mình cũng thấy buồn buồn. Cái gì nó du dương kỳ cục lắm. Bây giờ mình Nam mô A Di Đà Phật Phật Phật. Thấy không? Cái này là điều niệm mới nhất rồi đó nghe. Mới niệm với mấy cô lần đầu luôn nè. À, chắc nhiều người ta nghe ta học theo đó mấy cô. Tự nhiên làm mắc cừ mà. Thí dụ như đang buồn chồng, buồn gì, buồn vợ, buồn con, giận hờn ai đó. Nam mô A Di Đà Phật Phật Phật. À, tại có chữ Phật. Bây giờ chưa hết buồn mình Phật thêm mấy cái nữa. Nam mô A Di Đà Phật Phật Phật. À, vậy thì quá đặc biệt rồi. Mà mấy cô mà vui vẻ, mấy cô phục vụ chúng sanh hay lắm. Mà người niệm Phật, người siêng niệm Phật, người nhớ Tây Phương Cực Lạc là mấy cô tiến tu chắc chắn luôn. Chỉ cần nhớ Phật là tiến tu. Mà nhớ Phật thì hết buồn, nhớ Phật thì tiêu nghiệp, mà nhớ Phật thì thường vui, mà nhớ Phật thì được đẹp, mà bỏ Phật thì xấu quắc. À, nà, bây giờ mấy cô tu mấy cô thấy sáng sủa rõ ràng. Nó sáng cái chú Kiệt cũng quay cái mặt liền. À, mà cười thấy dễ thương đúng không? Nó cười cái là thấy được liền. Cười sao cũng được, miệng méo cười sao đẹp miệng méo. Miệng tròn thì cười đẹp miệng tròn. Súng răng thì cười đẹp thì súng răng. Cười là ngon. Nó một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Nhớ ai không cười thì cuộc đời sẽ lỗ. Nam mô A Di Đà Phật 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 Phật. Rồi, chúc mấy cô luôn luôn an lạc nha. À, nguyện Tam Bảo gia hộ cho các cô Bồ Đề Tâm kiên cố cả đời tu hành, và cuối đời chúng ta và cùng với tất cả chúng sanh
cùng hướng về cực lạc gặp nhau nha. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức đầy hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.